Rồi đâm đi. Xa lên nha. Hiện tại đâm con 2 mét nha. Dây này dây mượn nha. Dây mượn của Thích Minh Tại đó. Xa lắm, bữa nay có gió nha mọi người, gió mạnh lắm. Gió chưa? Mưa quá đó. Ù, gió đã luôn. Gió hết sảy luôn. Gì rồi? Gì rồi? Bị rớt gì vậy? Bị gì rồi? Ủa bị nó bị hụp á. Bị hụp sao à? Nó bị hụp rồi. Bị hụp rồi. Chuột tay hả? Chuột tay rồi. Chà ơi, đang thả bị chuột rồi nó lấy lại rồi. Cháu nó chạy rồi. Né nó ra. Cháu chạy rồi, sợ quá. Sợ quá. Đang cầm dây bị tụt dây nữa. Tụt dây hạ xuống chơi.